Rồi, hello các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy nhập khẩu Sủng Sài Gòn, địa chỉ là ở 91 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ thứ hai là ở Uyên Hưng 42 Tân Uyên, Bình Dương. Bạn nào mà ở gần khu vực nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc phải ở phía trên của màn hình. Mình sẽ tư vấn và hướng dẫn đường đi cho các bạn nha. Rồi, hôm nay thì mình sẽ báo giá dòng xe Janus cho tất cả các bạn. Cập nhật giá hiện tại của dòng xe Janus đang rất là ngon, bổ và rẻ luôn các bạn. Nếu như mà bạn nào mà không thích đại trà đi nhiều như là dòng xe Honda Vision thì các bạn có thể lựa chọn mẫu xe Janus này. Đấy, rất là sang. Các bạn thấy là những bạn mà có chiều cao khiêm tốn mà để ngồi trên chiếc xe Janus này nha các bạn, phải nói là nó cực kỳ sang luôn. Một tí nữa mình sẽ ngồi thử cho các bạn xem ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn tí xíu. Ở đây trước mặt các bạn là một cái màu trắng ngọc trai. Trắng ngọc trai chứ không phải trắng ngọc trinh nha. Thì cái mẫu xe này á, nó cái phần màu này rất là lạ và đẹp. Và cái mẫu này, màu này cũng đã có mặt ở trên cái dòng xe Randy và dòng xe Exciter 155 phân khối. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, F155 đang bỏ mẫu cái màu trắng ngọc trai này rồi. Thì Janus nó vẫn còn và Randy nó vẫn còn. Nếu mà bạn nào thật sự luôn mà các bạn mua Janus nha, mà các bạn đi ra đây gây cửa hàng, các bạn nhìn cái màu trắng ngọc trai là các bạn không thể nào rời mắt được. Phải nói là Yamaha cực kỳ đỉnh trong cái việc mà thiết kế mẫu mã và làm những cái màu sơn này. Tất cả những cái màu sơn ở trên dòng xe Janus này mình nói thiệt với các bạn là rất là đẹp luôn. Trước khi báo giá thì mình sẽ ngồi thử cho các bạn xem là 1m65 như mình thế này, là con trai ngồi lên chiếc xe này nó sẽ có nữ tính hay không, có xấu hay là không ha, so với Honda Vision. Đấy thôi thì dòng xe này mấy bạn nữ 1m6 vẫn ngồi được, 1m55 thì vẫn ngồi được, rất là thoải mái ha. Xe cũng nhẹ không nặng. Đấy, đây mình sẽ ngồi thử cho các bạn. Xe này chưa lắp bình nên chưa mở cho các bạn xem được ha. Đây là phiên bản chìa khóa thường nha. Còn bạn nào muốn mua chìa khóa smart key đó, mình sẽ quay cho các bạn xem những cái màu sắc khác sao. Bạn có thể thấy được là cái tư thế ngồi của mình như thế này, nó rất là gọn và cao người các bạn. Cảm giác mình chạy chiếc xe này mình ngồi thấy thoải mái hơn Vision rất là nhiều. Và giá bán của nó cũng rẻ hơn Vision rất là nhiều. Vision thì gọi là một chiếc xe quốc dân rồi. Bên Honda Vision nó là một chiếc xe quốc dân rồi. Ai cũng thích mua Vision đó, nhưng mà rất là ít bạn thích mua Janus. Nhưng mà thật sự là Janus là nó ngon hơn cả Vision luôn á các bạn. Và mình đã có một cái clip đánh giá review nó rồi. Bản thân mình là 1m65 thì mình ngồi á, hai chân mình có thể đặt hết được nguyên bàn chân hai bên thẳng dưới này là rất là thoải mái. Còn những bạn nữ nào mà cao 1m55, 1m6 hay 1m50, các bạn vẫn có thể đi được chiếc xe này. Nhưng mà các bạn chống chân nó hơi nhón một tí xíu nha, hơi nhón một tí xíu. 1m55 là đi cũng vừa đẹp luôn. 1m6 đi cũng khá đẹp. Và các bạn nào mà nhỏ con mà ngồi chiếc xe này á, nó sẽ tôn cái dáng các bạn, nó không bị nhỏ con, sẽ tôn cái dáng các bạn cao hơn, đẹp hơn. Đấy. Đây là sử dụng động cơ Blue Core và nó rất tiết kiệm nhiên liệu, các bạn nên nhớ nha. Hiện tại bây giờ mà ai vẫn còn giữ trong đầu mình cái suy nghĩ là Yamaha là hao xăng, là tốn xăng như những chiếc xe Evo 4 ngày xưa, Novo này nọ kiểu, thì các bạn bỏ suy nghĩ đi. Tại vì hiện tại bây giờ nó đã sử dụng động cơ Blue Core, và kể cả trên chiếc Randy nó có thêm cái phiên bản Hyper nữa, là các bạn có thể biết là nó sẽ sử dụng điện ha, sử dụng thêm điện nữa. Nó giúp cho chiếc xe của các bạn nó tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là thời điểm này giá xăng đang rất là cao, thì các bạn nên mua những dòng xe nào tiết kiệm xăng. Tiết kiệm xăng thì Janus và Randy nó tiết kiệm hơn cả Vision và SH Mod. Đấy, con này chỉ có 1,87 lít trên 100 km thôi. Đấy, và thật sự luôn là bây giờ Yamaha đã rất là cải tiến cái phần ăn xăng khi mà trang bị thêm cái động cơ hybrid, động cơ điện trên chiếc xe. Đấy, rồi thì bây giờ chúng ta bỏ qua cái phần đó ha. Bây giờ mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem những cái màu sắc khác của những phiên bản khác là chìa khóa smart key, và báo giá cho các bạn trong thời điểm này. Đối với phiên bản mà chìa khóa thường là chiếc màu trắng ngọc trai ở đây thì các bạn sẽ có mức giá là 28 triệu đồng và được khuyến mãi 2 triệu đồng là các bạn chỉ còn 26 triệu thôi. Chiếc xe Janus cực kỳ rẻ luôn các bạn, cực kỳ rẻ luôn, 26 triệu và nó vẫn còn được trang bị cái công tắc đèn ở đây. Đấy, vẫn được trang bị công tắc đèn là điều này kìa. Mấy bạn mà yêu xe, thích xe, đi xe ở Việt Nam chúng ta là cực kỳ thích cái vấn đề này. Còn Honda loại bỏ hết là các bạn không thích vấn đề này. Đây, đây là cái phần cốp xe này các bạn.
Cốp xe cực kỳ to, rộng rãi và thoải mái ha, rất là sâu luôn. Nhưng mà nó không được phẳng như Vision, nó không được phẳng thôi. Đó, đây các bạn có thể xem, mình sẽ mở sáng cho bạn xem đấy. Ok ha. Đây là Zendesk phiên bản mà chìa khóa thường. Tiếp theo bên đây là phiên bản chìa khóa Smart Key. Thì mình sẽ có cái phiên bản này là sẽ là yên màu nâu. Cái phần yên nâu của bằng Yamaha này rất là đẹp luôn các bạn. Nó đẹp hơn rất là nhiều so với thằng yên nâu của thằng Vision. Đấy, không biết các bạn đánh giá như thế nào, mình thấy cái màu yên nâu của nó rất là sang luôn. Đấy, rồi bây giờ mình báo giá cho các bạn nha. Đây là những phiên bản đặc biệt của dòng xe Zanos. Thì giá của nó hiện tại là 31 triệu. Thì các bạn sẽ được giảm giá 2 triệu đồng nữa, là còn 29 triệu đồng nha các bạn. 29 triệu đồng cho phiên bản Zanos này đây. Màu nhám à, màu nhám đây, đỏ nhám đây. Và mình sẽ quay phía trên cho các bạn xem. 29 triệu đồng nha các bạn. 29 triệu đồng, giá đang cực kỳ ok luôn. Đấy, đây là màu bạc nhám. Bạc nhám, các bạn có thể sử dụng phiên bản này. Đây là đỏ nhám, rồi đen nhám này. Đây là hai cái phiên bản mà Limited Edition. Đây có chữ Limited Edition này các bạn, thấy chưa? Thì đối với phiên bản giới hạn này là có chữ Limited Edition, nó sẽ mức giá là 32 triệu rưỡi. Thì khi đó các bạn sẽ được giảm giá thêm 2 triệu đồng nữa, là còn 30 triệu rưỡi thôi. Ok chưa? Còn 30 triệu rưỡi. Đấy. Còn trong đây là phiên bản Zanos mà các bạn phiên bản đặc biệt 29 triệu ha, cộng thêm màu sơn 2 triệu rưỡi nữa là 31 triệu rưỡi. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là thay đổi màu sơn trên cà vẹt luôn, phiên bản màu hồng, trắng hồng à. Rồi à, còn những cái vấn đề nào mà các bạn thắc mắc về giá lăn bánh á, thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc màn hình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn về cái giá lăn bánh sau nha. Chứ bây giờ hiện tại không có thể nào mà báo giá lăn bánh chung được, thì mình sẽ báo chung cho các bạn thôi ha. Nếu như mà Zanos này mà lăn bánh ở huyện á, khoảng tầm có 1 triệu, 1 triệu rưỡi thôi. Đó, còn ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4-5 triệu à, tùy vào những cái khu vực tỉnh, thành, huyện, thị xã của các bạn có giá lăn bánh khác nhau. Nên là khi nào mà các bạn mua xe, muốn biết chính xác giá lăn bánh và trả góp như thế nào, thì liên hệ trực tiếp với mình ngay qua số điện thoại ở bên góc màn hình nha. Còn vấn đề trả góp á, thì dòng xe này đơn giản đó các bạn. Các bạn chỉ cần đem cho mình chứng minh nhân dân với hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân và bằng lái, thì mình sẽ làm hồ sơ trả góp cho các bạn với mức lãi suất cực kỳ ok, nếu như mà các bạn không bị nợ xấu nha. Không bị nợ xấu, tức là các bạn phải trả trước cho mình khoảng 30% tổng giá trị chiếc xe, tính luôn giá lăn bánh rồi, thì mình mới có được cái mức lãi suất ok nhất cho các bạn. Còn bạn nào mà trả 40, 50, 60 thì các bạn sẽ được nhận cà vẹt gốc mang về. Ok ha. Rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Bạn nào mà muốn coi so sánh Zanos và Vision á một cách công tâm, không quảng cáo, thì các bạn hãy nhấn đường link phía trên. Mình có để đường link phía trên cho các bạn xem ha, để bạn tham khảo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.